trong kinh A Hàm, vụ rửa chân là Phật dạy ngài La Hầu La, vụ người mù rờ voi Phật dạy các tỳ kheo khi nói chuyện về những người ngoại đạo thiên chấp. Có một bọn người mù rờ voi, người rờ trúng cái đuôi thì nói con voi như cái chổi chà, người rờ trúng cái chân thì nói con voi như cây cột nhà. Mỗi người đều nói đúng, nhưng chỉ đúng một phần của con voi chứ không đúng toàn hình thể của con voi. Nếu chỉ biết một bộ phận của con voi mà cho đó là toàn vẹn con voi thì sai. Người rờ cái chân nghe người rờ cái đuôi nói con voi như cây chổi chà, không chịu cãi lại. Người kia cũng vậy, hai bên đều không chấp nhận nhau, ai cũng cho cái biết của mình về con voi là đúng. Nhưng người sáng mắt thấy được toàn thể con voi thì thương xót cho những người mù kia, vì tối tâm mà cãi nhau. Chúng ta là người học Phật, phải học cho thật kỹ, biết cho chính xác. Đừng có cái biết mập mờ thì hay nghiêng về một bên, mà nghiêng về một bên thì dễ rơi vào sự tranh chấp, không lợi mình, lợi người. Tôi thường nói, thiền, tịnh độ, mật tông, những pháp tu trong Phật giáo đều là những phương tiện để cho hành giả trở về với thể tánh bất sanh bất diệt của mình. Nếu ai hợp với pháp nào tu theo pháp nấy, đừng cho pháp này hay, pháp kia dở rồi chê bai hiềm khích lẫn nhau. Tất cả phương tiện đều đưa chúng ta đến một cứu kính, đó là giác ngộ và giải thoát. Nghi thuật tập sách này đâu muốn riêng gì một bản, hợp lại để thông hội, cốt tại chữ Y, đầy đủ ba điểm. Ba điểm mỗi chấm mỗi nơi thì không thành chữ Y. Ba tông nếu trái thì đâu thể thành Phật. Nên biết muốn hiểu truyền trao thuốc, bệnh, phải thấy ba tông không trái, phải hiểu ba thứ Phật giáo. Ngài Khuê Phong dạy, muốn làm thầy dạy người tu đúng chánh pháp, phải hiểu ba tông không trái. Hiểu rành ba thứ Phật giáo thì hướng dẫn người không sợ sai tông chỉ. Như vị lương y giỏi, biết bệnh, biết thuốc không sợ lầm. Từ trước đến đây sắp bày 10 ý rõ ràng, nhưng đối chiếu minh bạch thì thiền có ba tông, giáo có ba thứ, như phải trải qua sự đo lường mới đủ quyết định sâu cạn. Trước trình bày về thiền môn, sau lấy kinh giáo chứng minh. Thiền có ba tông: một, tông dứt vọng tu tâm; hai, tông dứt bậc không chủ nương; ba, tông chỉ thẳng tâm tánh. Giáo có ba thứ: một, giáo mật ý y tánh nói tướng; hai, giáo mật ý phá tướng hiển tánh; ba, giáo hiển bày chân tâm tức tánh. Dùng ba giáo này, thứ lớp đồng ba tông trước, mỗi mỗi chứng minh. Trước trình bày về ba tông, Ngài Khuê Phong nêu lên cho chúng ta thấy, nếu đối chiếu rõ ràng thì thiền chia làm ba tông, kinh Phật chia làm ba giáo. Sau đây Ngài trình bày từng tông từng giáo một để chúng ta so sánh mới biết được sự sâu cạn. Một, tông dứt vọng tu tâm. Nói chúng sanh tuy vốn có Phật tánh mà bị vô minh từ, vô thủy che lấp, không thấy nên luân hồi sanh tử. Chư Phật đã đoạn vọng tưởng nên thấy tánh rõ ràng, ra khỏi sanh tử được thần thông tự tại, nên biết phàm thánh công dụng không đồng, ngoại cảnh nội tâm mỗi cái có phần hạn, cần phải y nơi thầy chỉ dạy trái cảnh quán tâm, dứt bậc vọng niệm. Niệm hết thì giác ngộ, không đâu chẳng biết. Như gương bị bụi lấp, cần phải siêng năng lau chùi, bụi hết ánh sáng hiện, tức không đâu chẳng thiếu. Kinh nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng vì vô minh che lấp nên phải chịu luân hồi sanh tử. Chư Phật đã đoạn vọng tưởng nên ra khỏi sanh tử luân hồi, được thần thông tự tại. Như vậy, phàm thánh chỉ cách nhau ở chỗ còn vọng tưởng hay hết vọng tưởng mà thôi. Phàm gì còn vọng tưởng nên mê, thánh thì hết vọng tưởng nên giác ngộ, do đó mà công dụng không đồng.
ngoại cảnh thì ở bên ngoài, nội tâm thì ở bên trong, nên mỗi cái có phần hạn. Cần phải y nơi Thầy chỉ dạy phương pháp trái cảnh quán tâm để vọng niệm lần lần dứt bặt. Niệm hết thì giác ngộ, không đâu chẳng biết. Ví như tấm gương bị bụi đóng được lau sạch bụi, thì không chỗ nào để chẳng chiếu. Câu trái cảnh quán tâm hay gọi là bối trần hiệp giác. Trái cảnh biết cảnh hư giả không theo, quán tâm quay trở về với nội tâm, nhìn kỹ thấy vọng tưởng rõ ràng. Lại phải hiểu rõ phương tiện tiến vào cảnh thiền, xa lìa chỗ ồn náo, yên ở chỗ vắng vẻ, điều thân, điều hơi thở, ngồi kiết già yên lặng, lưỡi để lên ổ gà, tâm chú một cảnh. Tông này nghiêm về tiệm tu nên phải có phương tiện để trụ tâm. Nào là chọn cảnh vắng vẻ, ngồi kiết già, điều thân, điều hơi thở vân vân. Phương tiện này là để dạy cho người chưa thấy tánh mà chỉ tin mình có Phật tánh, nương phương tiện tiến tu dần dần dứt được vọng niệm và ngộ được bản tánh. Môn đệ Nam Săn, Bắc Tú Bảo Đường, Tuyên Thập đều thuộc loại này, Ngưu Đầu, Thiên Thai, Huệ Trù, Cầu Na. Phương tiện tiến vào hình thức đại đồng, chỗ kiến giải có khác. Những gì kể trên đều tiệm tu, phương tiện tiến vào thì giống, nhưng kiến giải có khác nhau. Ở đây tôi cũng dạy quý vị phải ngồi thiền, phải từ từ buông bỏ vọng tưởng, nhưng chỗ kiến giải thì khác. Vì tôi chủ trương phải nhận ra nơi mình có cái bất sanh bất diệt, y nơi đó mà tu thì mới nhanh. Nếu nhận ra cái đó tức là đốn ngộ, nhận không ra buộc lòng phải tiệm tu rồi sao mới ngộ. 2. Tông dứt bậc không chỗ nương, nói pháp phàm thánh đều như mộng quyển trọn không thể có. Xưa nay không lặng, chẳng phải đến nay mới không, tức cái trí đạt không này cũng không thể được. Pháp giới bình đẳng, không Phật không chúng sanh, pháp giới cũng là giả danh, tâm đã không, có cái gì nói pháp giới? Không tu chẳng tu, không Phật chẳng Phật. Dù có một pháp vượt hơn niết bàn, tôi nói cũng như mộng quyển, không pháp có thể bám, không Phật có thể làm, phàm có làm ra đều là mê vọng. Tông này chủ trương dùng trí bát nhã để phá các chấp tướng, nên nói phàm thánh cũng như mộng quyển. Danh từ thánh là đối với phàm mà lập, chỉ là những giả danh. Thể tánh của chúng ta xưa nay vẫn không lặng, chẳng phải đợi đến nay nó mới không. Biết nó xưa nay không lặng, nhưng cái trí đạt không cũng buông luôn. Nên kinh Bát Nhã nói vô tri diệt vô đắc. Nếu chúng ta thấy cái trí đạt không này là thật, đó là còn sở đắc và chưa đến chỗ cứu cánh của Bát Nhã. Trên thể tánh bình đẳng, không có danh từ Phật và chúng sanh, nên nói không tu chẳng tu, không Phật chẳng Phật. Chúng ta nghe những câu này đừng hiểu lầm, không chịu tu hành ấy là tai họa. Lại nói dù có pháp vượt hơn niết bàn, tôi cũng nói là không. Đó là lời của Ngài Tu Bồ Đề nói trong kinh Đại Phẩm Bát Nhã. Chủ yếu của tông này là dứt hết mọi chỗ gá nương, nên phá tất cả phàm thánh công phu cho đến niết bàn vân vân. Vì đứng trên mặt thể tánh nhìn thì cái gì lập ngôn đều là giả danh không thật, cái đó không có tên, có tên là do vọng tưởng đặt ra. Một hôm Lục Tổ ra giữa đại chúng nói: ta có một vật không đầu không đuôi, không tên không họ, không lưng không mặt, các ông biết là vật gì? Ngài Thần Hội lúc đó khoảng 12-13 tuổi, Ngài lanh lẹ lắm, bước ra nói: dạ, đó là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của Thần Hội. Tổ Quở đã nói không tên, không họ, mà ông lại kêu là bản nguyên, Phật tánh. Ông lại đi lấy tranh che đầu, cũng chỉ thành tông đồ của hàng trí giải. Nói như vậy, không phải cái đó không có. Không là không cái giả danh giả tướng,
chứ nó sờ sờ nơi thấy, nghe, hiểu biết của chúng ta. Nào ở đâu xa, có người không hiểu cho rằng kinh Bát Nhã nói cái gì cũng không, không Phật, không Niết Bàn, vậy tu để làm gì? Phật dạy dùng trí Bát Nhã phá tất cả là cốt cho chúng ta không còn chỗ bám. Vì nếu chúng ta còn bám vào một giả danh giả tướng nào là còn kẹt trong dòng sanh diệt đối đãi, không thể thấy được cái chân thật nơi mình. Nên đây nói, không Pháp có thể bám, không Phật có thể làm, phàm có làm ra đều hư vọng. Như thế, thấu suốt được xưa nay làm vô sự, tâm không có chỗ nương mới khỏi điên đảo, mới gọi là giải thoát. Người thấu suốt được bản tánh bất sanh bất diệt gọi là vô sự. Người tu thời nay nghe nói thiền sư là người vô sự, bèn chấp vào lời này tha hồ ăn rồi ngủ, rong chơi không chịu tu hành và làm việc gì hết. Đó có phải là vô sự không? Hay lấy từ ngữ ấy để che đậy cái bệnh buông lung lười biếng của mình? Vô sự là trong tâm không còn một tí vọng niệm nào hết. Dù là ở giữa đám đông hay làm tất cả việc mà tâm nhất như không dính mắc trần cảnh, ấy mới là vô sự. Còn chúng ta bây giờ dù ở chỗ vắng vẻ ngồi một mình mà tâm loạn tưởng lăng xăng, tạp niệm giấy khởi liên tục, có khi còn loạn động hơn giữa chợ. Như vậy là hữu sự chứ không phải là vô sự. Hữu sự thì điên đảo, nếu không tu thì biết bao giờ làm người vô sự, hết điên đảo và được giải thoát. Thạch đầu, ngưu đầu, sao đến cảnh sơn đều hiển bày lý này. Các ngài chủ trương dùng trí Bát Nhã quán chiếu tự tánh của các pháp là không để dẹp hết các chấp trước của người học đạo. Nhưng ngài Thạch Đầu chủ trương loại ra, thấy tất cả các pháp đều hư vọng, để tâm không còn mắc kẹt trên danh tướng. Vậy tâm hạnh cùng lý này hợp nhau, không cho ý dính vào một pháp, lâu ngày công thành thì trần tập tự mất. Tức đối với kẻ quán, người thân, khổ vui tất cả đều không ngại. Lúc nào chúng ta cũng thấy các pháp như quyển như quá, thì tâm đâu còn dính mắc tới trần cảnh. Lâu ngày như vậy, tập nhiễm lần lần tự dứt. Sống được với tâm thể nhất như, thì đối với người chửi mình cũng như người khen mình đều coi như nhau. Khổ vui đều là mộng, thương ghét như thoáng mây bay, không chán sanh tử, không ưa niết bàn. Ở giữa cõi đời này tự tại, thông dong. Cho nên Bồ Tát đối với chúng sanh bình đẳng, làm lợi ích cho mọi người không lười mỏi. Chúng ta vì tâm chưa nhất như, nên đối với người khi khen lúc chê, đối với cảnh khi ưa khi chán, chê ta bà khổ, cầu sanh cực lạc vân vân, đủ thứ chuyện lộn xộn. Nên tôi thường khuyên quý vị hằng dùng trí Bát Nhã quán chiếu để thấy thân cảnh như quyển, hầu bớt đi những tâm niệm mê lầm chấp trước. Nhân đây nảy sanh một thứ đạo sĩ, nho sanh, nhàn tăng, đến tham học lý thiền, đều nói lời này cho là cùng tột, không biết được ý chỉ của tông này, chỉ lấy lời này làm pháp. Môn đệ Hà Trạch, Giang Tây, Thiên Thai cùng nói lý này, nhưng không phải là tông chính. Có một số đạo sĩ nho sanh, nhân tăng, tăng làm biến, tham học thiền, nghe nói không phàm, không thánh, không công phu, không Phật, không chúng sanh, vân vân, bèn chấp cho là cứu cánh, không chịu tu hành, chỉ lo thụ hưởng, đó là chấp thuốc, thành bệnh tai họa biết dường nào. Người thời nay học Phật cũng có nhiều trường hợp na ná như vậy, học không thấu đáo, không thông lý sự, nghe lẩm bẩm vài ba bài giảng về Bát Nhã, cho rằng Bát Nhã vậy cái gì cũng không, không tội, không phước, không tu, không chứng, vân vân, tha hồ buông lung nói trên mây xanh mà sống quá tầm thường, thua người chưa tu có nhân cách. Nên tôi thường nhắc quý vị, học Phật phải học cho thấu suốt để khỏi lầm lẫn làm vậy. Môn đệ của ngài Thần Hội vân vân cũng nói lý này, nhưng tông này
không phải là tông chính của họ. Tóm lại, chủ yếu của tông này là phá tướng để cho người học đạo ngộ được tánh. 3. Tông chỉ thẳng tâm tánh, nói tất cả pháp hoặc có hoặc không đều chỉ là chân tánh vô tướng vô di, thể nó phi tất cả, nghĩa là phi phàm, phi thánh, phi nhân, phi quả, phi thiện, phi ác, vân vân. Nhưng tức cái dụng của thể lại hay tạo tác các thứ, nghĩa là hay tạo phàm, tạo thánh, hiện sắc, hiện tướng, ở trong đó chỉ bày tâm tánh. Lại có hai loại, chủ yếu của tông này là chỉ thẳng nơi chân tánh của chúng ta, tất cả đều phi, nhưng trên diệu dụng tất cả đều thị. Ngài Hòa Nhượng khi mới đến Lục Tổ, Lục Tổ hỏi: "Ông đến có đem vật gì đến không?" Ngài trả lời: "Không được." Mãi đến 6 tháng sau ngài mới đáp: "Nói một vật cũng chẳng trúng." Lục Tổ gật đầu: "Trên thể tánh không có hình tướng nên nói một vật cũng chẳng trúng. Ngộ thì nói có, nói không gì cũng đúng. Không ngộ thì nói có, nói không gì cũng sai. Tông này chỉ bày tâm tánh có hai loại. A. Hiện nay nói năng, động tác, tham, sân, từ, nhẫn, tạo thiện, ác, thọ, khổ, vui. Tứ là Phật tánh của ông. Cái này xưa nay là Phật, trừ cái này không có Phật khác. Rõ được cái thiên chơn tự nhiên này thì không thể khởi tâm tu tập đạo. Đạo tức là tâm, không thể đem tâm trở lại tu tâm. Ác cũng là tâm, không thể đem tâm trở lại đoạn tâm. Không đoạn không tu, mặc tình tự tại mới gọi là giải thoát. Tánh như hư không, không tăng không giảm, đâu cần phụ thêm, chỉ tùy thời tùy chỗ dứt nghiệp, dưỡng thần tăng trưởng thánh thai, hiển phát cái thần diệu tự nhiên. Đây tức là chân ngộ, chân tu, chân chứng. Phần đầu, tông này chỉ thẳng, nói năng, động tác, đó là Phật tánh của chúng ta. Ngoài những cái này không tìm đâu ra Phật tánh, bởi vì tất cả những cái ấy đều từ chân tâm hiện. Mã Tổ đạo nhất y tông này nên chủ trương thu vào. Hiện nay sớm chiều phân biệt tất cả đều là chơn, biết rõ được trong mỗi chúng ta đều có cái thiên chơn này thì không cần phải leo núi leo non để cầu Phật, cũng không khởi tâm tu tập đạo, vì đạo tức là tâm. Tất cả pháp ở thế gian đều từ tâm biến, tướng của nó là hư giả, thể của nó là chân tâm. Như vậy không thể đem chân tâm mà cầu chân tâm, không thể đem tâm mà đoạn tâm. Cũng như toàn thân đều là mình, thì ngón tay trỏ đâu nỡ đánh ngón tay cái. Tất cả đều là mình, thì mình đâu nỡ chuyển mình. Tất cả đều từ chân tâm hiện, thì khi gặp cảnh không còn phân biệt mình, người, không khen chê tốt xấu hay dở, không khởi niệm thủ xã, vân vân. Nghĩa là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, tâm không còn dính mắc thì không cần đoạn, không cần tu, mặc tình tự tại. Thời bây giờ có một số người nghe câu này, niềm vinh vào đó rồi mặc tình cứ ăn ngủ, đi đây đi kia chơi, nghĩ tu làm gì cho cực, ngồi thiền chi cho đau chân, toát mồ hôi, vân vân, đó là lầm lớn. Mặc tình tự tại là khi nào đối cảnh tâm không khởi niệm chạy theo cảnh. Chúng ta tâm còn chạy theo cảnh thì phải ngồi lại tu. Bản thể chân tâm thênh thang như hư không, không tăng không giảm nên không cần thêm cái gì cho nó, chỉ tùy chỗ mà dứt nghiệp. Ngài Lâm Tế có nói: "Tùy duyên tiêu cực nghiệp, nhậm dẫn trước y xiêm." Tạm dịch: tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm. Tuy nói không tu không đoạn, nhưng các ngài tùy duyên tiêu nghiệp cũ bằng cách không gây thêm nghiệp mới, và nghiệp cũ có đến thì xem như quyển như quá. Như vậy các ngài có tu không? Có. Kinh Phật thường lấy hư không dụ cho chân tâm, vì hư không thênh thang không hình tướng. Chúng ta lấy một vật hình vuông để trong hư không thì thấy nó chiếm một khoảng hư không vuông. Vật hình tròn thì nó chiếm một khoảng hư không tròn.
chứ hư không nào có tướng mạo vuông, tròn, dài, ngắn, và cũng không có giới hạn bờ mé. Chân tâm cũng vậy, thênh thang không tướng mạo, nhưng tùy duyên mà có đủ thứ. Đó là điểm giống nhau, nhưng chúng ta nên nhớ hư không thì vô tri, còn thể tánh của chúng ta thì thường tri, đó là điểm khác nhau. Dưỡng thần tăng trường thánh thai, nghĩa là trưởng dưỡng tinh thần càng ngày càng sáng suốt. Tăng trưởng thánh thai là trí tuệ càng ngày càng mở rộng, càng ngày càng hiển phát cái thần diệu tự nhiên của mình. B. Các pháp như mộng, chư thánh đồng nói, cho nên vọng niệm vốn vắng lặng, trần cảnh vốn rỗng không, tâm không lặng, linh tri không mờ. Tức cái biết không lặng này là chân tánh của ông, mặc mê mặc ngộ tâm vẫn tự biết, không nhờ duyên sanh, không nhờ cảnh khởi. Một chữ biết này là cửa các thứ nhiệm màu. Phần 2, chủ yếu của tông này là xem các pháp như mộng, nên thấy bên trong vọng niệm vốn vắng lặng, bên ngoài trần cảnh rỗng không. Khi tâm vắng lặng thì linh tri không mờ. Tôi thường nhắc quý vị khi ngồi thiền, điều quan trọng nhất là tâm không vọng tưởng mà vẫn tỉnh sáng là đúng. Còn nếu gục là bị hôn trầm, suy nghĩ lung tung là vọng tưởng. Hai bệnh đó đều làm mờ linh tri của chúng ta. Tuy nhiên trong mê trong ngộ, vì chúng ta cũng biết, mê biết theo mê, ngộ biết theo ngộ, người ngu có cái biết của người ngu, người trí có cái biết của người trí, vân vân. Ngài Thần Hội nói, tri chi nhất tự chúng diệu chi môn, một chữ biết này là cửa các thứ nhiệm màu. Như trước có nói chân tánh, cái biết của chúng ta tuy đồng với hư không, nhưng hư không thì rỗng không bất động. Còn cái biết này, nó không có hình có tướng mà linh động chứ không phải không ngơ. Bởi cái mê từ vô thủy vọng chấp thân tâm làm ngã, ta khởi niềm tham sân, nếu được bạn lành dạch bày, liền đốn ngộ cái biết không lặng. Cái biết không có niệm, không hình, thì cái gì là tướng ngã, tướng nhân? Giác ngộ các tướng không, tâm tự không niệm, niệm vừa khởi liền biết, biết nó liền không. Diệu môn tu hành chính tại nơi đây vậy. Từ vô thủy chúng ta mê nên quên cái biết này, chấp thân tâm giả dối là ta thật, do đó khởi niệm tham sân, tạo ba nghiệp ác, chịu khổ sanh tử luân hồi. Nếu gặp thiện tri thức chỉ cho, chúng ta nhận ra nơi mình có cái biết, nó không có hình tướng mà an nhiên lặng lẽ, chúng ta hằng sống với nó thì không còn thấy nhân ngã, dứt ba nghiệp, không còn luân hồi đau khổ. Hơn nữa, khi biết được các pháp tự tánh là không, nên tâm không dí niệm. Nếu có dí niệm liền biết, biết nó liền không. Đó là cái gốc của sự tu hành. Ngài Vĩnh Gia nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ngài Khuê Phong cũng nói, biết vọng tức là tu. Cho nên, tuy đủ muôn hạnh chỉ lấy không niệm làm tông, chỉ được cái thấy biết không niệm thì yêu mến, ác độc tự nhiên, nhẹ nhàng. Bi và trí tự nhiên tăng trưởng, tội nghiệp tự nhiên đoạn trừ, công hạnh tự nhiên tăng tiến, đã rõ các tướng, phi tướng, tự nhiên không tu mà tu, khi phiền não hết thì sanh tử dứt. Sanh diệt diệt rồi thì tịch diệt hiện tiền, ứng dụng vô cùng, gọi đó là Phật. Phật dạy bao nhiêu pháp môn cho chúng ta tu hành, đều không ngoài chủ ý này, lấy không niệm làm tông. Lục Tổ nói, tông của ta lấy vô niệm làm gốc, vô niệm là không có vọng niệm, mà hằng nhớ mình có cái linh tri, Lục Tổ gọi là niệm chân như. Người được cái thấy biết không vọng thì được nhẹ nhàng giải thoát khỏi sự ràng buộc, khổ đau, từ bi trí huệ tăng trưởng. Kinh Lăng Nghiêm có câu, tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tri tức niết bàn. Thấy biết mà lập thấy biết là gốc vô minh, thấy biết mà không lập thấy biết đó là niết bàn. Ví dụ, chúng ta thấy cành hoa cúc liền khởi niệm phân biệt đẹp xấu,
đẹp thì khởi tâm tham, ưa thích, xấu thì khởi tâm sân, ghét. Đó là gốc của vô minh phiền não. Nếu chúng ta thấy cành hoa cúc, chúng ta biết đó là hoa cúc màu vàng, không khởi niệm phân biệt đẹp, xấu, ghét, ưa, vân vân. Đó là thấy biết vô niệm hay tri kiến vô kiến. Cái thấy biết đó là cái thấy biết của chân tánh. Người thấy biết như vậy thì hưởng Niết Bàn ngay trong hiện tại. Và khi Niết Bàn hiện tiền, thì từ chân tâm khởi ra muôn ngàn diệu dụng. Hai nhà trên đều hội tướng quy tánh nên đồng một tông. Trong ba tông trên lại có theo giáo tôn trọng kinh và kinh giáo coi thường kinh, tùy tướng và quỷ tướng, chống kẻ vấn nạn ở cửa ngoài chỗ khéo léo dẫn chúng và nghi quỷ dạy đệ tử mổ mỗi không đồng, đều là hai môn lợi hành. Mỗi môn tùy chỗ tiện cũng không có mất, nhưng cái lý tôn trọng không có hai nên phải nương nơi Phật để hòa hội. Ở đây chúng ta đã áp dụng đủ ba tông của thiền. Vì căn cơ khác nhau, có kẻ lãnh hội, người chưa lãnh hội. Người chưa lãnh hội thì phải ngồi thiền tu sổ tức vân vân. Đó là theo tông thứ nhất, dùng hình thức để tu dần dần mới thấy tánh. Người thấy tánh rồi tu theo Bát Nhã, đó là tông thứ hai. Nhận ra nơi mình có thể tánh tròn sáng, vọng niệm vốn vắng lặng, vọng giấy lên không theo, đó là tu theo tông thứ ba.